Bữa tiệc kính sư mừng Tịnh Không Thượng Nhân 80 đại thọ được tổ chức tại Tịnh Tông Học Hội Brisbane, Úc Châu ngày 6 tháng 3 năm 2006. Chiếc bánh sinh nhật khổng lồ 8 tầng nơi giữa với hai cầu đối hai bên. Cầu bên phải là Thừa Nguyện Tái Lai Thân, Pháp Âm Biến Pháp Giới. Cầu bên trái là Quyền Lưu Thọ Giả Tướng Ngũ Trọc Ỷ Thượng Nhân, do Học viện Tịnh Tông Úc Châu và Học hội Tịnh Tông Toàn Cầu cùng tứ chúng đồng tu cung chúc. Xin mời ngồi, xin mời ngồi, xin mời quý vị an tọa. Kính thưa Sư Phụ Thượng Nhân Tông Kính, kính thưa chư vị Pháp Sư cùng toàn thể quan khách, còn có các bạn đồng tu đến từ các nơi trên thế giới, xin kính chào tất cả A-di-đà Phật. Hết sức vui mừng được đứng tại đây để họp mặt với quý vị. Nhìn thấy người đông đảo như thế này, lòng tôi hết sức vui mừng, cũng có chỗ cảm xúc. Vì sao? Theo tôi được biết, có những người đến từ Mỹ, Houston, Dallas, có những người đến từ Đài Loan, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Gia Na Đại, Nhật Bản. Dĩ nhiên còn có trong nước chúng ta là Melbourne, Sydney, Brisbane. Có thể nói có những người đáp phi cơ, có những người ngồi xe đến đây, có thể nói là vượt núi bằng sông, lặn lội từ ngàn dặm xa xôi để đến đây. Cho nên sự hy sinh phụng hiến của quý vị đáng được chúng tôi biểu dương. Nơi đây tôi xin hướng về quý vị nói một tiếng A Di Đà Phật. Chúng ta cũng được biết mục đích của chúng ta đến đây hôm nay chẳng những là để truy niệm Chương Gia Đại Sư và bà Hàng Quán Trưởng, mà cũng là chúc ngày 80 đại thọ của sư phụ mà đến. Chưa phải không? Phải. Nhìn thấy quý vị nhộn nhịp như vậy, khiến cho chúng tôi cũng cảm thấy khẩn trương. Xin cảm ơn quý vị. Thôi được, trước khi tiết mục chưa bắt đầu, khi nãy ở dưới khán đài tôi có phỏng vấn một vài đồng tu. Chúng tôi cũng làm một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ, yêu cầu họ lấy vài chữ để hình dung Sư Phụ Thượng Nhân. Có người nói rằng, tôi có ghi như vậy: Sư Phụ Thượng Nhân là vị tràn đầy tình thương không gì bằng. Có phải không? Đúng. Lại có người nói, Sư Phụ Thượng Nhân tràn đầy trí tuệ vô hạn. Đúng. Lại có người nói, Sư Phụ Thượng Nhân là vị đạo sư chuyên dạy dỗ dắt dẫn chúng sanh từng bước một. Đúng. Không khí dần dần càng thêm náo nhiệt. Xin cảm ơn. Vậy, dù có nói nhiều hơn đi nữa, chúng tôi vẫn cảm thấy chẳng có bút mực nào có thể hình dung được. Có đúng không? Đúng. Vậy, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị xem một đoạn phim ngắn
Đó là một đoạn phim ghi lại lần hoằng pháp của sư phụ Thượng Nhân. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Giáo chân của Ngài vượt qua núi cao, vượt qua vùng sa mạc Ai Cập, tại Indonesia, tại La Mã, tại Nhật Bản, với Phó Thủ tướng Thái Lan, bữa dạ tiệc tại Tăng Gia Ba, tại Phụng Tiên Tự Hàn Quốc, là một thời đại huy hoàng nhất Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đều có thể gọi là thời đại hoàng kim của Phật giáo. Đến tận vùng nông thôn, tại Paris, Pháp Quốc, đi vòng quanh một vòng địa cầu. Tại trường đại học Oxford, Anh Quốc, Đại hội Hoằng Pháp tại Mã Lai Á, tại Trung Quốc, tại Đài Bắc. Đây chỉ có Phật Pháp Đại Thừa và con đường khổng mạnh của Trung Quốc phát khởi lần nhân duyên diễn giảng này tại Hồng Kông. Tại Mỹ, Ngài Hoàng Dương Vô Thượng Diệu Pháp khai phát tâm linh của vô lượng chúng sanh. Tại Tịnh Tông Học Viện,
với Bộ trưởng Tư pháp Úc Châu. Ngài truyền bá thái tâm đến muôn ngàn gia đình. Cùng khắp pháp giới. Thiện ý mà Ngài đã truyền đạt đầy cả nhân gian. Với thống đốc Queensland Úc Châu, với tổng thống Mỹ Bush, hàng ngàn hàng vạn chúng sanh khắp năm châu đang nô nức hướng về lão hòa thượng với lòng ngưỡng mộ vô bờ bến. Kính chúc sư phụ thượng nhân quang thọ vô lượng, pháp thủy trường lưu. Với cư sĩ Giang Dật Tử, người họa sĩ đã họa bức họa Địa ngục biến tướng đồ. Tịnh Không Pháp Sư vào năm đầu 1998 bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó tôi ở Tân Gia Ba, mỗi đêm đều đến nghe giảng. Mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu giảng kinh Hoa Nghiêm, thứ Bảy giảng kinh Vô Lượng Thọ. Hầu như tôi mỗi đêm đều đến, nghe được hơn một năm, hình như là hai năm là phải. Mấy năm nay nghe Tịnh Không Pháp Sư Hoàng Pháp, bản thân tôi thọ ích rất nhiều lời của ông Bộ trưởng Hứa Văn Viễn. Chuyến đi Indonesia để hiến tặng Đại Tạng Kinh. Thủ bút của Ngài với bốn chữ trì giới niệm Phật.
bốn chữ trì giới niệm Phật để tặng cho Hội Tịnh Độ Tông Indonesia. Kính thưa Thánh Không Lão Hòa Thượng, kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin kính chào tất cả quý vị. Tại Hồng Kông, tôi thường nghe đến cư sĩ Lý Hùng. Năm 2005, Tịnh Không Lão Hòa Thượng được Nữ Hoàng Anh truy tặng huân chương vinh dự. Buổi lễ trao tặng huân chương vinh dự. Năm 2006, Tịnh Không Lão Hòa Thượng tham gia hội nghị lãnh tụ 9 đại tôn giáo tại Indonesia. Thank you.
chúc mừng đại thọ 80 của lão hòa thượng. Xin mời sư phụ cắt bánh. Được, chúng ta năm nay hy vọng có thể hóa giải xung đột, có thể khôi phục hòa bình. Chúng ta không mong xúc tiến, chỉ khôi phục là được rồi. Thế giới vốn là hòa bình. Chúng tôi cũng biết trong tâm mọi người chúng ta đều có rất nhiều lời tri ân muốn nói với sư phụ thượng nhân. Vậy chúng tôi trước tiên xin mời pháp sư Ngộ Đạo lên đài vì chúng ta đọc diễn văn. Xin mời pháp sư Ngộ Đạo. Kính thưa sư phụ thượng nhân, tôn kính. Kính thưa chư vị khách quý, chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng tu, xin kính chào tất cả. A Di Đà Phật. Lời tục thường nói, đời người 70 mới bắt đầu. Còn sư phụ thượng nhân của chúng ta thì đời người 80 mới bắt đầu. Ta bà thế giới của chúng ta đây vẫn phải cần đến sư phụ thượng nhân giáo hóa nhiều vô cùng. Trước mắt là vô cùng bức thiết cần yếu, cho nên sư phụ thượng nhân đã 80 tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi, vẫn không ngừng miệt mài trong công tác hoằng pháp lợi sanh. Vì hôm nay quý vị cùng đến Tịnh Tông Học Viện tại Úc Châu để chúc thọ sư phụ thượng nhân. Năm nay ngài là 80 đại thọ. Thông thường người ta đều có lễ mừng thọ, có bánh và ca bài sinh nhật vui vẻ. Lần này để chúc thọ cho sư phụ, phần thọ đào là do tôi mua, tôi tự ra tiền để mua. Vì chúng ta chúc thọ cũng phải thuộc văn hóa đa nguyên, bánh sinh nhật là của Tây Phương, còn thọ đào là thuộc Đông Phương. Cách chúc thọ của Trung Quốc, cho nên có bánh sinh nhật cũng có thọ đào, đây cũng là văn hóa đa nguyên. Tôi còn nhớ 35 năm trước đây, tôi có nghe sư phụ ở Đại Giác Tự ở Kuala Lumpur giảng kinh Lăng Nghiêm. Năm đó lão hòa thượng mới có 45 tuổi. Tôi tin rằng những đồng tu nghe ngài giảng kinh đều có nghe qua thầy tướng số, xem số ngài chỉ có 45 tuổi. Năm ngài 45 tuổi, tôi cùng em tôi đến Đại Giác Tự nghe giảng kinh Lăng Nghiêm. Kinh chưa giảng xong, nghe nói pháp sư không tiếp tục giảng nữa. Sau đó chúng tôi cũng chẳng biết nguyên nhân gì. Sau hơn một tháng lại nghe tin ngài ở Đài Bắc giảng kinh. Lúc đó chúng tôi cũng chẳng biết nguyên nhân gì mà đột nhiên gián đoạn. Sau này nghe sư phụ trong buổi giảng nói, trong năm 45 tuổi đã bệnh hết một tháng, tức là
Theo lời thầy tướng nói, thọ mạng đã đến, cho nên ngài cũng chẳng cần trường thọ, chỉ niệm Phật để cầu vãng sanh. Cuối cùng niệm được một tháng thì bệnh liền khỏi, cũng chẳng cần đi tìm bác sĩ. Vì đây là nói lên một sự thật. Sư phụ thượng nhân hôm nay trong ngày mừng đại thọ chứng minh cho chúng ta trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói đến vận mạng quả thật là có. Tuy nhiên chẳng phải là định số, nó có biến số, tức là có thể sửa đổi vận mạng. Cho nên hôm nay chúng ta chúc thọ Lão Hòa Thượng, quan trọng nhất là chúng ta thể hội được lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Chúng ta ngày thường nghe kinh, nghiên cứu giáo lý. Thầy tướng nói Lão Hòa Thượng 45 tuổi thì thọ mạng đã hết, mà hiện nay ngài đã 80 tuổi rồi. Quý vị thấy hiện nay thân thể ngày càng khỏe mạnh. Điều này cho chúng ta là một chứng chuyển, chứng minh đi theo Phật Pháp tu học thì có được một thành quả sống thật. Cũng tức là chứng chuyển. Ngộ Đạo hôm nay cho rằng đây là ý nghĩa quan trọng. Sư phụ ngài cũng chẳng ăn hết bao nhiêu bánh sinh nhật nhiều như vậy, mua nhiều để cho tất cả mọi người ăn. Còn những lễ vật mà chúng ta tặng cho ngài đó, thật tài mà nói ngài cũng chẳng cần. Vậy chúng ta phải tặng lễ vật gì cho sư phụ thượng nhân đấy? Đương nhiên là chúng ta thường thường nghe ngài khai thị phải y giáo phụng hành. Gần đây ngài thường đề xướng Đệ Tứ Quy, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng xuất gia chúng ta còn phải thêm luật sa di, phải thật sự làm được. Đó mới là lễ vật quý nhất. Vậy tăng đoàn xuất gia chúng ta, đoàn thể tại gia phải tu lục hòa kính. Đây mới là lễ vật chân thật nhất. Muốn tu lục hòa kính, Lão Hòa Thượng thường thường khai thị phải từ chính mình bắt đầu làm, phải từ tâm của chính mình bắt đầu làm, phải đem ý tưởng khống chế, chiếm hữu, đối lập nằm sâu kín trong tâm, đem nó hóa giải đi mới đạt đến một tăng đoàn lục hòa kính. Nếu chúng ta không hết lòng dập tắt ý tưởng khống chế, chiếm hữu, đối lập, mâu thuẫn tâm lý như vậy, không đem nó hóa giải đi, thì lục hòa kính bên ngoài không thể nào thực hiện được. Vẫn chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Cho nên gần đây ngài khai thị cho chúng ta đó là trọng điểm. Ngộ Đạo tôi cũng thường hay tự phán tỉnh, phát hiện tập khí khuyết điểm của mình rất nhiều, cho nên rất hết lòng phán tỉnh, hết lòng kiểm điểm, từ trong nội tâm của mình bắt đầu làm. Khi nãy chúng ta vừa xem đoạn phim của ngài đi hoằng pháp, ngài có đầy đủ lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Chỉ cần có nguyện lực, chẳng nề gian lao, đều là giúp cho chúng ta phá mê cai ngộ, lìa khổ được vui. Ngộ Đạo chỉ nói vài lời đơn giản, xin kính chúc quý vị pháp hỷ sung mãn, chúng ta chúc thọ trở về lại cách tu học của Tịnh Độ Tông. Chúng ta nhất định phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ mới thật là vô lượng thọ chân chánh. Chúng ta ở thế gian này dù sống đến 200 tuổi vẫn là vô cùng ngắn tạm.
Cho nên chúng ta trở về với cách tu học của Tịnh Tông, vẫn phải tín nguyện niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thật sự là vô lượng quang thọ. Như vậy mới thật sự báo đáp sư phụ thượng nhân một đời nhọc nhằn vất vả để giáo hóa, mới không cô phụ tâm nguyện đại từ đại bi của Ngài. Ngộ Đạo xin báo cáo đến đây. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Tiếp theo đây, chúng tôi xin kính mời Minh Tịnh Pháp Sư lên đài đọc diễn văn. Minh Tịnh Pháp Sư là sinh viên tốt nghiệp của lớp Phật học bồi hướng thứ hai tại Tân Gia Ba. Xin mời Pháp Sư. Kính thưa Lão Pháp Sư Tùng Kính, kính thưa chư vị khách quý, chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin kính chào tất cả mạnh khỏe. Tôi đứng nơi đây, ngoài việc cảm ơn ra, cảm thấy hết sức là khẩn trương. Đối diện với số đông đồng tu, đông đảo như thế này, để nói chuyện tại đây. Tuy đã từng lên đài giảng kinh, nhưng từ trước đến nay chưa từng đối diện với nhiều gương mặt như vậy. Hơn nữa là những gương mặt lại lạ từ khắp nơi trên toàn cầu đến đây, cho nên vẫn thấy khẩn trương. Khi nãy người sứ ngôn quyền qua lần phỏng vấn, được biết trong tâm một mọi người thì Lão Hòa Thượng là một vị đầy, là một vị thầy tốt có ái tâm, có từ bi chuyên dạy dỗ dắt dẫn chúng sanh từng bước một. Tôi cảm thấy ngoài những điều này ra, Lão Pháp Sư còn là một vị hết sức có tính hài hước. Qua đoạn phim ngắn khi nãy kể lại dấu chân của Lão Pháp Sư vượt qua non cao, vượt qua sa mạc, vượt qua thành thị, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi hết một vòng trái đất. Có nhiều nơi tôi chưa từng đi qua, không được quen thuộc. Nhưng trong đó có một đoạn phim tôi rất quen thuộc. Đó tức là vào năm 2000, Lão Pháp Sư lúc đó ở Tân Gia Ba hướng dẫn đoàn đại biểu của 9 phái đoàn tôn giáo viếng thăm Trung Quốc. Lúc ấy, đoàn viên của đoàn đại biểu tổng cộng là 20 người. Phía sau thêm vào một cái đuôi nhỏ, tổng cộng là 21 vị, đó là tôi. Lúc đó tôi làm tiểu thị giả của Lão Pháp Sư đi theo sau. Cuộc hành trình chỉ vỏn vẹn có 2 tuần lễ ngắn ngủi, nhưng sự khẩn trương không thể tả nổi. Cho nên đến bất cứ một nơi nào, khi nãy quý vị có xem qua đoạn phim, có rất nhiều người đồng tu chắp tay đi theo sau xe, chạy theo muốn nhìn thêm Lão Hòa Thượng, muốn nhìn thấy Lão Hòa Thượng một tí nữa. Lúc ấy, một trong những thành phố tại tỉnh Tứ Xuyên, Văn Thư Viện Thành Đô, hôm ấy lẽ ra phải ăn trưa tại đó, nhưng vì quá đông người cho nên tạm thời quyết định chuyển đến tiệm cơm chay có hương vị của tỉnh Tứ Xuyên. Hương vị tỉnh Tứ Xuyên, như quý vị đã biết, rất là cay. Lúc đó muốn ăn thật dồi dào, nấu rất nhiều món. Tôi ngồi cạnh Lão Pháp Sư ăn cơm trưa. Thức ăn quá nhiều, ăn không hết. Tôi thì chỉ thích một món là khổ qua. Vì trước kia tôi có thói quen ưa kêu món khổ qua và cải không tâm. Tại sao như vậy? Vì là khổ không vô thường mà, cùng Phật Pháp tương ưng. Ăn xong món khổ qua rồi, quá ngon, tôi có cảm giác thành tựu.
miệng tôi cứ lẩm bẩm một câu như vậy. Thế rồi việc này trôi qua, vài ngày sau lại trở về Bắc Kinh, ghé đến tiệm cơm thủ đô của Bắc Kinh. Có một đêm lão pháp sư không ra ngoài, đoàn đại biểu có chương trình giải trí ban đêm nên ra ngoài để xem. Lão pháp sư không đi, dĩ nhiên tôi cũng không đi, ở lại để gặp mấy vị khách quý, bao gồm tổng cộng có 5 người đến tiệm cơm thủ đô để ăn cơm. Trong món ăn có một món bánh nam qua, mùi vị vừa ngọt vừa thơm, rất là ngon. Trước kia tôi chưa ăn qua. 5 người mà có đến 6 cái bánh, mỗi người ăn một cái, còn dư lại một cái. Tôi cứ nhìn mãi mà chẳng dám động đến. Qua một lúc sau, lão pháp sư nói, con ăn đi, ăn xong con sẽ có cảm giác thành tựu. Cho nên khi nãy vị sư ngôn viên nói đến lão pháp sư ngoài ái tâm trí tuệ chuyên dẫn dắt chúng sanh từ bước một, ngài còn có rất nhiều tính khôi hài. Hôm nay là ngày đại thọ 80 của lão pháp sư. Nơi đây chúng ta hãy cùng nhau cùng chúc lão pháp sư thường trú thế gian, dẫn dắt chúng ta bước vào con đường quang minh sáng lạng. Xin cảm ơn chư vị. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Minh Thịnh pháp sư. Tiếp đây là chúng tôi xin kính mời Pháp Long pháp sư lên đài đọc diễn văn. Pháp Long pháp sư là sinh viên tốt nghiệp lớp bồi huấn tại Tăng Gia Ba. Pháp Long pháp sư xin kính mời. Kính thưa Tịnh Không lão hòa thượng tôn kính, kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin kính chào tất cả mạnh khỏe. Hôm nay là ngày mừng thọ 80 của lão hòa thượng. Trước tiên nơi đây tôi xin đại diện lớp bồi hướng Tăng Gia Ba, các bạn có mặt và không có mặt, xin kính chúc lão hòa thượng pháp thể an khang, được vô lượng thọ, trú mãi ở thế gian, đại đồng pháp hóa. Tôi cùng Minh Tịnh pháp sư có chung một cảm nghĩ, nên chúng tôi giảng kinh đã nhiều năm như vậy, trên đài giảng chưa từng khẩn trương như vậy mà hôm nay vẫn thấy khẩn trương. Bên trong gồm có kích động, lại thêm cảm động, còn thêm cảm ơn. Ân đức của lão hòa thượng đối với chúng tôi quả thật chẳng có cách gì diễn tả được. Tôi cảm thấy chính mình may mắn có nhân duyên được thân cận lão hòa thượng. Vào năm 1997, tôi tham gia lớp bồi hướng thứ ba tại Tăng Gia Ba, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi. Tuy nhiên, vẫn còn may mắn, 1998 lại tham gia lớp Hoa Nghiêm, mãi cho đến khi lão hòa thượng rời khỏi Tăng Gia Ba để đến Úc Châu, vẫn mãi ngày ngày đều thân cận lão hòa thượng. Điều này có thể nói rất nhiều người không có được nhân duyên này. Cho nên chúng tôi đối với lão hòa thượng lại càng biết ơn. Tại Tăng Gia Ba, chúng tôi vẫn mãi tuân theo lời dạy của lão hòa thượng, giảng kinh thuyết pháp, mãi đến đầu năm 2000, khi khóa học ở Học viện Tăng Gia Ba viên mãn về đến Trung Quốc. Tuy đã 2-3 năm không thân cận lão hòa thượng, nhưng lời dạy của lão hòa thượng chúng tôi đều chẳng bao giờ quên. Sau khi về đến Trung Quốc, tôi liền đến Linh Nham Sơn ở Tô Châu, đạo tràng của Ấn Quang Đại Sư, và giảng dạy tại học viện này. Đây cũng là vâng theo lời dạy của lão hòa thượng.
Lão Hòa Thượng dạy chúng tôi tri ân báo ân. Tôi đến Tăng Gia Ba tham gia lớp bồi huấn, cũng là ý kiến của phương trưởng Linh Nhàm Pháp Sư Minh Học, cho nên trở về cũng là báo ân. Ngoài ra, Linh Nhàm Sơn cũng là đạo tràng của Ấn Quang Tổ Sư, còn Lão Hòa Thượng của chúng ta cũng là thừa kế nghi phòng của Ấn Quang Tổ Sư. Thầy của Lão Hòa Thượng là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cũng là đệ tử quy y của Ấn Quang Tổ Sư, cho nên lần này đem pháp tràng trở về, tôi nghĩ đây cũng là một cách báo ơn, báo đáp Ấn Quang Tổ Sư. Cho nên tôi nghĩ chỉ có cách này mới thật sự báo đáp ân đức của Lão Hòa Thượng. Và lại chúng tôi vẫn mãi chẳng rời khỏi giảng đài. Ngoài việc giảng dạy, chúng tôi cũng có đến Trung Quốc và nước ngoài để giảng kinh. Trong giai đoạn này, cũng được đồng tu các nơi trên thế giới giúp đỡ và hỗ trợ. Chúng tôi tại nơi đây vẫn mãi hết lòng cảm tạ. Tôi cùng Đạo Tham Pháp Sư đang ngồi phía dưới kia. Chúng tôi cũng thường nói đến tương lai chúng tôi thành lập một đoàn Hoằng Pháp, nhưng chỉ có mấy người giảng kinh thì không đủ. Toàn thế giới cần đến rất nhiều. Đây cũng là kế thừa gia phong của Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng dạy chúng tôi phải bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp. Vả lại, chúng tôi vẫn mãi nghe theo lời dạy của Lão Hòa Thượng. Tại Trung Quốc, chúng tôi cũng có lập giảng đường, xây cất Thông Di Đà. Hiện có một số cư sĩ quanh năm ở tại tự viện niệm Phật, nối quát lý tưởng xây dựng Thông Di Đà của Lão Hòa Thượng. Chúng tôi phải hết tâm để thực hiện. Hôm qua tham gia kỷ niệm bà Hàng Quán Trưởng, tôi cũng đang nghĩ, chúng ta đến làm lễ kỷ niệm Hàng Quán Trưởng, chúng ta đến chúc thọ của Lão Hòa Thượng, chúng ta lấy gì để kỷ niệm, chúng ta lấy gì để chúc thọ? Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần hết lòng đối với chư vị đại đức tại gia mà nói, nên học tập Hàng Quán Trưởng. Còn người xuất gia như chúng tôi phải nên học tập vị đạo sư của chúng ta, Tịnh Không Lão Hòa Thượng. Chỉ có như vậy mới thực hiện đúng mức. Trong Phật Pháp, chúng ta nói tất cả đều phải thực tế, chẳng phải chỉ nói bằng miệng. Cho nên nơi đây tôi hy vọng mọi người chúng ta tại gia cư sĩ học theo Hàng Quán Trưởng, xuất hiện thêm vài vị Hàng Quán Trưởng, thành tựu thêm vài vị Tịnh Không Lão Hòa Thượng. Tôi nghĩ bên cạnh Lão Hòa Thượng cũng có đang có không ít những vị đại hộ pháp giống như Hoàng Anh Quán Trưởng, cũng có không ít tiểu Hoàng Anh Quán Trưởng, Hoàng Anh Quán Trưởng nho nhỏ. Và lại chúng tôi còn hy vọng các bạn đồng tu nên hướng về Lão Hòa Thượng để học tập, hết lập Hoàng Dương Phật Pháp, hộ trì Phật Pháp. Vì hôm nay thời gian rất có hạn, cho nên lời tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Xin cảm ơn chư vị. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Pháp Long Pháp Sư. Tiếp theo đây, chúng tôi xin kính mời Độ Tịnh Pháp Sư lên đài. Độ Tịnh Pháp Sư là chủ trì một ngôi chùa lớn của Tịnh Độ Tông và cũng là hội trưởng hội Tịnh Độ Tông Osaka, Nhật Bản. Xin kính mời Độ Tịnh Pháp Sư. Pháp Sư đang niệm đó là chú sám hối. Hôm nay tôi có được nhân duyên thù thắng
Được đến đây tham gia tháng hội này, được cùng chư vị pháp sư, đại đức cư sĩ cùng tất cả quý khách cùng nhau gặp mặt giao lưu, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Và con chư Trước tiên, tôi xin hướng về tịnh không thượng nhân tôn kính nhất trong dịp 80 đại thọ với lời chúc mừng chân thành nhất. Quốc gia mà tôi được sinh ra là Nhật Bản. 60 năm về trước, sau khi đối với dân tộc các quốc gia gây ra sự tổn hại bất hạnh, chúng tôi từ Trung Quốc nơi đó học được sự khoan dung. Thầy tôi lúc tôi mới bắt đầu học Phật đã từng dạy tôi rằng người cùng người, tâm với tâm nên phải giao lưu cách nào, đều là từ việc sám hối nghiệp chướng mà bắt đầu. Shaka Buddha を礼拝する全ての国の人々が国境を越え極楽浄土会に生まれさせていただけますよう。Tuân theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật có thể khiến nhân dân các nước vượt qua giới tuyến quốc gia để trở về Tây phương cực lạc thế giới. またそのために上空星聖人様のお説法がますますの無量光の輝きを得て世界平和の実現の近いことを新人熱き人々とともに心よりご祈念いたします。 Cách hoàng pháp của tịnh không thượng nhân như là vô lượng ánh sáng huy hoàng. Chúng ta từ trong tâm linh kỳ nguyện, dưới sự hướng dẫn của tịnh không thượng nhân, mọi người, mọi việc, vì để thực hiện hòa bình cho thế giới mà cùng nhau nỗ lực. Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu, Namo Amida Bu. Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đội tịnh pháp sư. Tiếp theo đây xin kính mời ông Graham lên đài đọc diễn văn. Ông Graham là chủ tịch của Hội Phật giáo New South Wales, chủ tịch của Hội Phật giáo trường Đại học New South Wales. Đồng thời, ông Graham cũng là ủy viên ban chấp hành Hội Phật Đà Giáo Dục Thế Giới. Xin kính mời. Có lẽ quý vị chưa biết, ông Graham vào năm 1953 quy y Tam Bảo, cho nên ông đã học Phật rất nhiều năm rồi. Tám mươi năm về trước, cũng vào ngày hôm nay, một nhân vật đặc biệt ra đời tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. He was become one of the greatest Buddhist masters and exponents of the Pure Land School of Buddhism in this modern age. Ngài đã trở thành
một vị Pháp sư nổi tiếng khắp thế giới, cũng đã trở thành một vị lãnh tụ của Tịnh Độ Tông. One of the most unique features of Master Ching Hong's approach to the Dharma is his disdain of excessive ritual practices rather than the essential teaching of the Buddha, the emphasis on practice. Ngài đối với việc hoằng dương Phật giáo với đặc tánh là không chủ trương dùng hình thức của pháp hội mà chú trọng nơi giáo dục. Mere belief and rituals certainly have their place, but the essential practice is in the cultivation of good conduct and cultivation of one-pointedness of mind. Dĩ nhiên, sự tồn tại của hình thức cũng có sự tất yếu của nó, nhưng trọng tâm của Phật pháp là ở nơi đoạn ác tu thiện, khiến cho chúng ta có thể tu dưỡng tâm thanh tịnh. In Pure Land practice, as taught by Master Ching Hong, all extraneous thoughts are to be eradicated, and full concentration of all senses is focused on Amitabha Buddha. Phương pháp tu hành Tịnh Độ Tông của chúng ta là có thể đạt đến nhất tâm bất loạn, đem sức chú ý của chúng ta tập trung vào trên Phật hiệu A Di Đà Phật. Lão Pháp Sư có rất nhiều thành tựu. As well as being one of the foremost Dharma teachers of the present day, he's been very active in the promotion of interfaith harmony, essential in this troubled world. Ngài ngoài việc trở thành vị cao tăng đại đức hoằng pháp của chúng ta, Ngài lại còn đẩy mạnh hoạt động văn hóa đa nguyên trên thế giới, xúc tiến tôn giáo cùng sự hòa bình của thế giới. He was very active in supporting the inter-religious organization in Singapore, which brought together leaders of the 9 major religions in a spirit of mutual respect and cooperation. Ngài cũng hoạt động mạnh mẽ, ủng hộ 9 tôn giáo lớn ở Tăng Gia Ba trở thành đoàn kết hòa hợp với nhau, khiến cho 9 đại tôn giáo trở thành như người một nhà, xây dựng trên sự tôn trọng và hợp tác với nhau. When Master came to Australia, he continued his work in the promotion of interfaith dialogue and harmony by contributing substantially to the establishment of the multi-faith center at Griffith University. Sau khi Lão Pháp Sư đến Úc Châu, Ngài vẫn mãi tiếp tục đẩy mạnh sự hòa hài của văn hóa đa nguyên của Úc Châu. Tại trường đại học nơi đây thành lập trung tâm tín ngưỡng của tôn giáo đa nguyên, để đẩy mạnh sự hòa hài của các tôn giáo tại Úc Châu. Master constantly warns us of the impending disasters in the world due to moral breakdown and disregard of our fragile environment. Lão Pháp Sư thường cảnh cáo người đời, tai nạn của thế gian không có cách gì tránh miễn, vì đạo đức đã bị đánh mất và người đời mắc tình phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. With this in mind, Master established the Conflict Resolution Center at Queensland University. Với bi tâm của Lão Pháp Sư, tại trường Đại học Queensland đã thành lập một trung tâm nghiên cứu để giải quyết xung đột và xúc tiến nền hòa bình.
June 2005, Master was conferred with the greatest honour that Australia can confer on its most worthy citizens who've made a remarkable contribution to Australian society, the Order of Australia. Vào tháng 6 năm 2005, do bởi Lão Pháp Sư đối với dân chúng Úc Châu có sự cống hiến nên được Nữ Hoàng Anh trao tặng huân chương vinh dự. However, Master did not rest on his laurels. The day following his investiture by the Governor of Queensland, he visited Toowoomba General Hospital, where he offered 9 research scholarships to medical researchers. Song Lão Pháp Sư vẫn chẳng ngừng nghỉ trên thành quả công lao ấy, mà vào sau ngày được huân chương của Nữ Hoàng Anh, Ngài lại vào một bệnh viện ở Queensland để tiếp tục quyên góp vào 9 cái chương trình nghiên cứu tại bệnh viện này. He also supports bright students from disadvantaged families so that they have the opportunity to pursue her tertiary studies. Lão Pháp Sư đối với những thiếu niên nhi đồng của những gia đình gặp khó khăn, tiến hành đóng góp giúp đỡ để cho chúng có cơ hội tiếp tục học hành.